Sáng nay, ngày 20 tháng 4, tại Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã diễn ra cuộc họp giữa Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Việt Nam và Bộ Lao động Thái Lan về việc hợp tác thúc đẩy lao động Việt Nam và Thái Lan. Trên tinh thần đẩy mạnh hợp tác sẵn có giữa nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Thái Lan trong lĩnh vực lao động, trên cơ sở bản ghi nhớ hợp tác về lao động và thỏa thuận tuyển dụng lao động giữa hai nước được ký năm 2015, ngày 20 tháng 4 năm 2016, Bộ trưởng Bộ Lao động Thái Lan, tướng Sijichai Distakun đã dẫn đầu đoàn cán bộ Bộ Lao động Thái Lan, Bộ Ngoại giao Thái Lan đã sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Chuyến thăm của Bộ trưởng Bộ Lao động Thái Lan lần này nhằm tăng cường hợp tác giữa Bộ Lao động Thái Lan và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Việt Nam và thúc đẩy việc triển khai sớm nhất thỏa thuận tuyển dụng lao động đã ký giữa hai nước, đặc biệt là việc đưa lao động Việt Nam sang làm việc hợp tác giữa Việt Nam và Thái Lan trong lĩnh vực lao động trong thời gian qua, thông qua hợp tác song phương giữa Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Việt Nam và Bộ Lao động Thái Lan và trong khuôn khổ các hoạt động hợp tác với các tổ chức quốc tế và khu vực, đặc biệt là Hiệp hội các nước Đông Nam Á, ASEAN và Tổ chức Chiến lược Hợp tác Kinh tế Asia Wadi, Chalfanza, Mekong, ACMECS. Ngoài ra, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cũng mong muốn hai bên sẽ thúc đẩy các hoạt động trong khuôn khổ hợp tác đa phương và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế ASEAN, ACMECS. Thứ hai là xuất phát từ lợi ích của hai nước, tập trung tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn, rào cản để cho cái hợp tác lao động giữa hai nước nó ngày càng có hiệu quả hơn. Sớm xem xét tạo điều kiện để cấp visa nhiều lần, giúp cho quan hệ giữa hai bộ ngày càng gắn kết và có hiệu quả. Trước đó, đoàn kỹ thuật của hai bộ đã làm việc và trao đổi về các nội dung liên quan đến việc phái cử lao động Việt Nam sang làm việc tại Thái Lan, hỗ trợ cho quá trình hoàn tất các thủ tục và thống nhất quy trình đưa lao động Việt Nam sang làm việc tại Thái Lan.